Đây, đây, ngồi xuống đây em ơi. Rồi, mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi. Thưa quý vị, hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì bạn trai, nãy giờ mình bị bịt mắt và mình ngồi chờ đợi, nên mình được ưu tiên giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình, nói lớn, to, rõ cho đối phương có thể nghe được nha. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường và chào bạn nữ kế bên á. Ừ. Em tên là Dương. Dương? Dạ, em sinh năm một... Cái gì Dương? Phạm Đình Dương chị. Phạm Đình Dương, rồi. Quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Mình đang làm công việc gì Dương? Em làm kỹ sư điện. Kỹ sư điện? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Tường. Em chào anh bên kia và chào khán giả truyền hình. Em tên là Trần Thị Sáu, năm nay em 33 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ, em quê ở Quảng Bình ạ. Và em đã vào đây ở được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, dạ. Hiện tại là Sáu đang ở với ai? Thì em ở một mình. Ở một mình, vô đây dạ. 10 năm ở một mình, cũng dạ. Mình cũng thuê nhà ở luôn hay sao em? Dạ vâng ạ. À, em làm dược ở chỗ nào? Dạ em đang làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Là hiện tại bây giờ là đang sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai? Dạ vâng ạ. Đây là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có xuống Đồng Nai chơi lần nào chưa? Cũng có xuống mà ít xuống. Biết Nhân Trạch không? Có. Thế bây giờ nếu mà yêu mà nó xa xa, không cùng trong thành phố thì là Dương có ngại gì không? Cũng ngại đi xa chị. Ngại gì, bây giờ mình thanh niên mình còn sức đi được mình cứ đi, chứ thời gian công việc bận nhiều lắm không? Cũng nói chung cũng có lúc bận, lúc rảnh chị. Mình đi làm là nghỉ cuối tuần hay sao? Hay là... Dạ đúng rồi, cuối tuần em nghỉ. Cuối tuần. Bên đây Sáu đi làm cũng nghỉ cuối tuần hay sao? Dạ em làm, ngày này em cũng làm hết. Tại vì công việc của em là bán thuốc á. Nên rồi em không là... có tháng nghỉ ngày nào hết trơn trời hả? Tháng nghỉ mấy ngày chứ? Dạ không nghỉ, tại vì là tiệm thuốc của em luôn. Nên, à, nên là em tiệm làm thuốc của em luôn dạ. Sáng mở cửa mấy giờ tới mấy giờ? Dạ em làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ khuya. Trời ơi, vậy rồi làm sao có bộ? Rồi giờ có bộ rồi đi chơi, đi tìm hiểu, đi bằng giờ nào? Dạ, thì đó cũng là lý do mà em ế tới giờ. Thì vì lý do là em ế, nhưng mà nếu em không cải thiện được lý do đó thì em vẫn ế à. Tại vì chị cũng đâu cải thiện được cho em đâu. Ví dụ giờ anh nào quen với em mà ngày nào em cũng 6 giờ sáng, 10 giờ đêm rồi đi chơi giờ nào? Thì mình phải bây có giờ... một cái phương án nào khác, hoặc là mình tìm người phụ hay là gì thì mình mới có bạn trai được chứ. Thì nếu mà có bạn trai mà đủ làm cho em có động lực, em đóng cửa đi chơi thì em... Trời ơi, là đi chơi là đóng cửa, dạ. Là tiệm thuốc em bán một mình nên em thôi. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mà cô bán thuốc xinh vậy mà hồi đó giờ chưa có anh nào bệnh nhân tới mua thuốc mà để ý hả? Dạ cũng có, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp nên em không quen. Chưa muốn đóng cửa phải không? Dạ vâng. Bây giờ là muốn tìm một người nào để có thể đóng cửa tiệm thuốc đi chơi đúng không? Dạ. Rồi bên đây thì sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Dương? Chắc điểm mạnh là chắc em biết chơi tất cả môn thể thao vậy. Tất cả các môn thể thao? Ví dụ môn gì? Đá banh, giờ đánh cầu, rồi chơi cờ, rồi đánh bida. Trời ơi, đá banh gì mà tay chân bủng rủng gì, gì mà đá banh gì không? Ông gạt tôi hả? Đối thật chị. Đá banh? Dạ. Gì nữa? Đánh cầu lông, rồi bida, rồi... Đánh cầu, bida? Dạ. Ủa đánh cầu thì cũng phải dùng lực cánh tay, sao cái tay ông nó còn mềm hơn cái tay tôi nữa. Là tôi gồng lên còn có con chuột nào, ông có không? Ông thì đánh kỹ thuật thì chị chứ không cần lực, chịu. Đánh cầu đâu cần lực đâu chị. Ủa đánh kỹ thuật thì cũng phải vậy chứ, đánh kỹ thuật đánh làm sao? Rồi đừng gạt tôi nha, đừng gạt tôi nha. Rồi, bây giờ còn chơi thể thao không? Lâu rồi không chơi, tại giờ này bận quá công việc không. Lâu là bao lâu? Chắc cũng 2-3 năm rồi không chơi. Trời đất ơi, rồi điểm yếu? Chắc hơi nhát chị. Nhát, thấy có vẻ hơi nhát thiệt ha. Dạ. Còn cái gì nữa không? Ngoài cái nhát ra còn gì nữa không? Cũng hơi lười chị. Lười là lười cái gì? Lười tắm? Không, tắm thì vẫn tắm bình thường vậy. Chứ lười cái gì? Hơi ngủ nướng như vậy. À, không, thật ra thanh niên chưa vợ mà ai cũng vậy hết trơn á, cái đó không quan trọng. Thế còn Sáu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của Sáu là gì nào? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em là mọi người thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi nhút nhát một xíu. Trời, hai bên nhút nhát hết rồi, gặp nhau nói chuyện hẹn hò rồi ai là người mở lời đây? Khổ ghê vậy đó, còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, giờ em không nhớ hết. Còn có ưu điểm đi, thêm vài cái ưu điểm cho chị đi. Em biết lắng nghe, biết chia sẻ. Hết rồi chị ơi. Vậy thôi đó hả, là ưu điểm chứ có vậy. Em tìm không ra chứ nhớ đó hết. Tình trường thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. Mà mình quen cái mối tình đó được bao lâu? Dạ cũng khoảng 1 năm ạ. Rồi chia tay cách đây 4 năm rồi. Dạ vâng ạ. Sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu, chưa có mối tình nào mà trọn vẹn hết ạ. Thì đương nhiên không trọn vẹn mới ngồi đây chứ, trọn vẹn kết hôn rồi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay mối tình đó? Em cảm thấy như là hai người không phải là duyên nợ của nhau thì
nên dừng lại. Nhưng cũng quen được cả năm rồi, thí dụ như không hợp là không hợp chỗ nào, không phải duyên nợ là cái chỗ cụ thể cái chỗ nào, để bây giờ mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau nè, hiểu không? Không đồng đều quan điểm về tình yêu. Quan điểm của em thì như thế nào mà quan điểm của bạn đó thì như thế nào? Dạ, quan điểm của em thì trong tình yêu thì chung thủy, sự chung thủy thì em luôn đặt lên hàng đầu. Còn bên bạn kia thì em thấy không được chung thủy giống em. Dạ. Không được chung thủy vậy là em phát hiện bạn đó lăng nhăng hay sao? Dạ vâng ạ, lại như vậy. Bắt tại trận hay là nghe người ta nói? Dạ em bắt tại trận. Bắt tại trận luôn. Không, cụ thể sao, cụ thể sao nè? Cái này qua điện thoại thôi chị ạ. Với lại nó cũng lâu em rồi. Em thấy trong tin nhắn điện thoại hả? Dạ vâng ạ. À, là bắt tại trận rồi. Anh đó chối hay là anh đó là thừa nhận, xin lỗi hay là anh đó bơ luôn? Lúc đầu thì không nhận nhưng sau đó thì nhận và xin lỗi mà xin tha thứ, nhưng mà em không chấp nhận được nên em chia tay. Rồi, hiểu dạ. Luôn. Còn em thì sao nào? Tình trường mình như thế nào? Trước giờ chắc em cũng chưa mối tình nào. Rõ giờ chưa có mối tình nào hết? Dạ. Thiệt hay giỡn vậy ông? Nói thiệt chị. Còn Jin luôn. Khi đó bị để bạn nữ kiểm tra. Trời ơi, bạn nữ kiểm tra sao được, chị cũng phải kiểm tra trước sơ sơ rồi thông tin coi rồi em có mận ăn gì được hay không chứ, tự nhiên giao đời con gái cho em rồi em không làm gì được hết rồi sao? Biết mận không? Có chứ chị. Khi đó là biết bản năng thì biết chứ. Bản năng hả? Mà em nghĩ là em làm được không? Chắc có chứ, chắc có. Mà em thích phụ nữ không? Có chị. Tại sao? 30 mấy tuổi, à nãy em nói em nhiêu tuổi? 34 chị. 34 tuổi là ít nhất 20 tuổi là cho em. 20 tuổi biết yêu là phải rung động là trễ rồi. Tại sao 14, 15 năm nay mà không để ý được ai, không quen được ai? Lý do gì? Chắc em cũng đi làm á chị. Làm rồi đi ham công làm. Trường nhiều á chị. Dạ, trước khi đi. Bao nhiêu người người ta cũng đi công trường nhiều, người ta cũng làm mà người ta vẫn có tình yêu. Còn cái lý do nào khác không? Nói chung em cũng quen, nhưng mà ví dụ đi công trường nhiều á, tính em thì cũng không thích nhắn tin nhiều nên người ta. Em lười nhắn tin đó chị. Nhưng có gọi điện không? Cũng có gọi điện. Thích quen mà không nhắn tin rồi thì rồi làm sao rồi kết nối với nhau như thế nào? Chứ đâu phải lúc nào mình cũng gặp nhau được đâu. Ví dụ công việc nhiều khi cả tuần mới hẹn nhau, cuối tuần đi chơi rồi không lẽ nguyên cả tuần là không nhắn tin cho người ta luôn hay đứt liên lạc là đúng rồi. Trời ơi, sao hai bạn của tôi hôm nay có tư tưởng nó lạ quá, hèn chi. Thế em phải quan tâm mỗi ngày sáng là em ăn gì chưa, em đi làm này kia, đúng không? Ít nhất một ngày cũng phải ba cử, sáng trưa chiều, giống như em ăn cơm vậy thì mới là gọi là mối quan hệ yêu đương. Chứ giờ không lẽ cả tuần mới gặp nhau lần rồi không nhắn không gọi gì rồi cả tuần mới gặp thì làm sao mà kết nối được với nhau? Mà giờ muốn lấy vợ chưa? Muốn rồi chị. Muốn rồi. Dạ. Đó giờ có nắm tay ai, có hôn ai cái nào chưa? Nắm tay thì có nhưng mà hôn thì chưa. Hôn là chưa. Hôn má có chưa? Chưa. Chưa luôn. Má chưa sao tới môi được? Thôi khỏi hỏi câu sao ha. Trời đất ơi, khổ ghê đi trời ơi. Có nhìn thấy một anh nào mà trong người mình xao xuyến chưa? Không, bình thường chứ không có. Chắc không có. Ôi sao 34 tuổi mà chưa xao xuyến gì luôn hả? Rồi bây giờ em thí dụ như em muốn lấy vợ rồi thì em muốn lấy một cái người vợ như thế nào? Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung là biết nói chuyện với lại biết tính trên nhìn dưới được rồi chị. Với lại chung thủy rồi đó. Chung thủy. Rồi cô này là chung thủy đó. Cô chia tay bạn trai trước là tại bạn trai trước không chung thủy. Nhưng mà về ngoại hình thì như thế nào? Có cái chuẩn như thế nào không? Cao thấp mập ốm tóc tai quần áo hiện đại hay cổ điển? Cao 1m55 trở lên được chị. 1m55 trở lên, rồi. Nói chung là anh mặc cũng không có hở hang quá. Không hở hang quá, có phải gu thích truyền thống phải không? Rồi gì nữa? Em không thích con gái xăm hình. Trời ơi, cô xăm bự quá trời, ngay trước ngực thấy chà bá luôn. Xăm ví dụ xăm kín thì được chị. Nghĩa là xăm một mình em coi thì được, xăm mà người ta coi là không được. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Rồi tôi nói vậy phải đúng luôn á hả? Hiểu rồi. Em có xăm gì không em? Dạ không ạ. Nhớ có xăm chỗ kín một mình ảnh coi, đừng có xăm lộ ra nha. Dạ vâng. Vậy thôi đúng không? Tiêu chuẩn như vậy thôi đúng không? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm một người là mẫu người đàn ông của gia đình. Trong tất cả các vấn đề thì phải đặt gia đình lên đầu tiên. Và chung thủy, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Hỏi chỗ này cái đã, có biết làm việc nhà không? Chắc biết chị. Chắc biết là biết hay không biết? Cũng biết chị, nhưng mà là biến làm. Dạ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy vợ về thì có làm hỗ trợ cho vợ không? Có chị. Chắc không? Chắc. Chia đều ra nha. Dạ. 50-50 nha. Biết nấu ăn không? Cũng biết nấu chút chị. Chút, thôi vậy cũng được rồi. Còn gì nữa không em? Anh có mập không anh? Không mập. Em thích một người mập. Trời, lạ vậy. Anh này là dân thể thao, chơi các môn thể thao cho nên là anh không có mập lắm đâu. Anh là vừa người chắc chắn thôi. Đâu có em hình ảnh gì theo không? Có hình chị. Đâu cho chị mượn coi hình của em coi. Trời ơi sao đông người dữ vậy, nhìn lóa mắt rồi sao mà lựa ra được.
Trời ơi trời, năm cô đó kiếm đi, đưa hình này chụp cô là rối luôn. Rồi ảnh trọng trọng á, kiếm ảnh đi. Roi roi, chơi các môn thể thao, 34 tuổi. Ai? Cô này hả chị? Tại sao chọn cô đó? Thích cô đó phải không? Được không, gả luôn cho. Em nghĩ là nghe tiếng thì giống cảm nhận như vậy. Ủa, nghe tiếng mà nhìn hình biết luôn hả? Hay quá. Rồi cầm cầm hình đi để ngồi nhớ ra có phải không? Kiếm ra anh đó chưa? Anh này hả chị? Sao biết anh này? Tại vì chị nói roi roi nên em. Hay quá vậy ta, sao anh nào cũng roi roi mà hai người này hay dữ vậy trời. Rồi xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để mình kiểm tra xem cái ngày hôm nay mình cảm nhận đúng hay sai nha. Rồi bây giờ thì cánh cửa sẽ tim sẽ được mở ra. Rồi. Chào em. Đúng không các bạn? Chắc đúng rồi. Chắc đúng mà đúng còn chắc nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá, vỗ tay cho hai bạn nha. Đó. Tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. Mét 63, ngồi xuống đi cưng. Em cao mét mấy? Dạ em 1m52. 1m52 rồi, vậy đều rồi, đạt chuẩn rồi đó. Em cũng có món quà tặng anh. Này là quyển sách, với lại quyển sách này thì em thấy nó nhiều thông điệp rất là hay nên em muốn gửi nó tới anh và cái này. Rồi cảm ơn em. Rồi sắp thì thấy rồi còn hộp quà gì nữa vậy? Cúi ra coi người ta tặng mình quà gì. Cái đó bí mật mà. Anh bí mật đi. Cái gì không biết nữa, lên đây còn bí mật nữa. Cái đó, cái đó là bức tượng ông bà già và trong bức tượng này là em thấy hai ông bà rất là hạnh phúc và về già người ta rất là bình yên. Và em mong rằng là sau này anh cũng, người phụ nữ của anh cũng được như vậy. Rồi cảm ơn em. Yeah. Sau này anh cùng em đi, anh cùng người phụ nữ của anh nữa, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi thôi, một món quà rất là ý nghĩa. Đọc đi, tôi thấy cái chủ đề này rất là đúng với hai bạn luôn. Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Em cũng phải thay đổi nữa. Ai đâu mà 34 tuổi mà còn trong trắng thơ ngay vậy, làm sao mà có kinh nghiệm lo cho vợ cho con được. Nhát quá, mạnh mẽ lên. Đó, em cũng vậy, phải thay đổi chút xíu ra. Cuộc sống mình mới thay đổi được. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút xíu nè. Trước tiên là hồi nãy cổ đã nói quan điểm tình yêu của cổ rồi. Thì quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Em nghĩ là khi mà yêu thì nếu mà mình xác định thì tiến tới hôn nhân. Xác định tiến tới hôn nhân. Em quen bao nhiêu lâu thì em nghĩ mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu một mối quan hệ khoảng 1 năm hả chị? Tìm hiểu khoảng 1 năm. Bây giờ vấn đề của hai bạn còn một số cái là hai bạn đều là nhát nè, hai bạn đang là ở xa nè, thì một chút xíu nữa hai bạn hãy trực tiếp trao đổi thẳng thắn vô cái vấn đề chính, đừng có hỏi lòng vòng vô những cái vấn đề cụ thể, để xem mình có cái phương án hay không, có cách nào để mình có thể tiếp cận nhau nhanh nhất hay là không ha. Hai bạn trao đổi với nhau thì Tường sẽ ra ngoài ít phút cho hai bạn có cái thời gian tâm sự riêng, và trước khi đi thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Filmer. Đây là một set khai vị tổng hợp của nhà hàng Phim Mường, trang trí rất là đẹp mắt ha. Nhớ ăn mấy đồ ăn thôi, đừng ăn than nha. Than là trang trí cho nó đẹp thôi, nhìn cho nó nóng nó hot. Rồi mời hai bạn thưởng thức đi ạ. Nhớ ăn rồi trò chuyện tự nhiên với nhau một chút xíu cho Tường quay lại nha. À, xin lỗi hồi nãy anh không nghe rõ tên em tên gì nhỉ? Dạ em tên Sáu. Sáu. Dạ. Anh tên gì em cũng quên mất rồi. Anh tên Dương. Dương ạ, dạ vâng. Sáu ở trong này có anh em gì không? Dạ có, em vào đây ở với anh trai. Anh trai. Dạ. Anh trai cũng ở với Nhân Trạch luôn hả? Anh trai em ở Long Thành, trước thì em ở chung với anh trai nhưng mà sau đó em mở quầy thuốc thì em ra ở riêng mình. Dạ. Anh ở chỗ nào? Anh trên quận 12 á. Trên Sài Gòn thì xa quá, em ít khi em đi lên ở trên này, em không biết đường ở trên này. À, dạ. Anh cũng ít khi xuống với Nhân Trạch. Vậy xa quá hả? Mời đi em. Dạ, em mời anh. Ủa vậy em bán thuốc, vậy là bán chắc là không có thời gian, ít thời gian nghỉ hả? Dạ bình thường thì có chuyện gì thì em vẫn đóng cửa em ra ngoài được. Nhưng mà có khi em lười á, em lười ra ngoài lắm. Nên hầu như là thời gian của em là ở nhà em bán thuốc không ạ. Nãy anh làm gì em quên rồi. Anh làm bên bên điện đó em. Điện bên nhà máy, máy tự động hóa, hệ thống bên nhà máy. Là công việc của anh lại đi nhiều hả? Ừ, cũng đi nhiều trước đi nhiều. Vậy thời gian anh dành cho gia đình là có nhiều thời gian không? Nói chung cũng lâu lâu cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thôi. Ừ. Anh làm như vậy thì thứ bảy chủ nhật anh có được nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh có gì hỏi em được không? Em ăn đi. Dạ. Anh cũng ăn đi. Ừ. Hồi sáng là em chạy xe lên trên này hả? Dạ em chạy xe Honda đi. Em đi với bạn em với là... Dạ. Anh đi với ai? Anh cũng đi với bạn. À dạ. Ủa em ở Quảng Bình là ở chỗ nào? Dạ em ở huyện Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh.
Anh ở huyện nào? Anh ở Cẩm Thủy, trên chỗ suối cá, suối cá. Sao rồi, nồi nói cái gì mà tôi ở ngoài tôi ngóng lỗ tai tôi nghe mà tôi không nghe được một cái gì luôn á trời. Nãy giờ có vô gì chuyện tình yêu chưa? Chưa chị. Trời, chứ nãy giờ nói chuyện gì vậy? Hỏi thăm. Trời ơi, thiệt luôn á. Ăn rồi ăn ngon không? Cũng ngon. Ngon, hồi đó giờ có ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi còn em, sao em? Dạ em thấy đồ ăn cũng ngon ạ. Ăn ngon nhưng mà nãy giờ sao cũng ảnh nhát rồi em cũng anh em có tìm hiểu được cái gì ảnh vô đời tư ảnh chưa? Dạ cũng chưa chị ạ. Trời đất ơi, rồi làm sao mà tìm hiểu, sao mà đi tới hẹn hò được. Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em làm tiệm thuốc, chị bán thuốc thì chị nghĩ 10 năm trời, bao nhiêu người đi qua đi lại, đâu phải ai cũng có chồng có vợ đâu đúng không? Thiếu gì chàng trai độc thân vô đó. Tại sao lại em không tìm được một người nào cho mình, hay là em bị cái gì, hay em có cái suy nghĩ gì hay như thế nào? Chứ làm sao mà không có người được? Thứ nhất thì em chuẩn girl á. Và thứ hai là... Thứ nhất là sao? Em chuẩn girl chị. Tại vì nhiều người kêu em là bị BD hay cái gì, bị BD hay cái gì đó mà tới giờ chưa lấy chồng á. À dạ. Em là chuẩn girl. Chị thấy em đúng là chuẩn rồi, tại vì em rất là thùy mị nè. Cho nên chị không tin là em không có một đối tượng nào mà tia em. Cũng có nhiều người nhưng mà em cảm thấy chưa có ai làm cho mình hài lòng. Lý do? Ủa, có em có bị bất mãn đàn ông hay gì hay sao vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Tức là những người em gặp thì em chưa có cảm tình thì em sẽ không quen. Nhưng mà cái đó em không thích người ta, nhưng mà có anh nào cua em không? Nói thiệt đi. Dạ có. Cua là cua làm sao? Ví dụ người ta làm sao? Thì người ta xin số điện thoại xong rồi đi ăn, đi uống nước. Thì em không thích thì em không đi. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội nào hết? Dạ cũng có, nhưng mà em đi ăn cũng có đi ăn, xong đi ăn về thì em cảm thấy mình không có tình cảm thì em dừng lại ở đó. Trời ơi em ơi, cái gì cũng phải có cái thời gian, phải chịu khó. Một lần một sao mà em nhận xét được con người được đúng không? Phải 5-3 lần, 7-10 lần chứ một lần sao mà được. Thôi được rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị rình rập chị nghe hoài tụi em nói không chuyện được gì, thì chị có thấy là có người thân của tụi em đi theo. Thì bây giờ chị sẽ mời người thân của tụi em vô. Nhiều khi họ thân với tụi em, họ sẽ cho chị một cái vài thông tin gì, chứ nãy giờ chị tức cái cặp đôi này quá. Trời ơi, bố 34 tuổi còn trong trắng thơ ngay luôn. Mời người thân của hai gia đình vô góp vui câu chuyện chứ chị căng thẳng quá. Đương ơi. Rồi, chào, dạ chào anh. Rồi mình là sao của bên Dương ạ. Chào chị Cát Tường, rồi chào tất cả. Thì Dương đây là bạn học chung đại học với em. Nói chung là bạn Dương này rất là hiền hòa, rất là nhút nhát, lên đây nhìn run vậy thôi. Nhưng thực chất là đi ra chơi ngoài là anh em cũng đi rất là nhiều. Mà có con gái hôn chứ đi với mấy anh không? Con gái chứ không. Mà cũng vậy đó, đi con gái sao không có bạn gái nào xưa giờ chưa hôn cái nào, chưa nắm tay cái nào. Bạn thân mà sao để cho bạn thân của mình nó như vậy? Tại môi trường làm việc trước đây đi học ngành điện tử cho nên là cũng còn là con trai không là nhiều. Đó, rồi sau ra đi làm công trình điện này nọ kia, rồi công trình thì cũng tiếp xúc nhiều cho nên là nhiều lúc đi chỗ này chỗ kia liên tục. Chứ thực chất là bạn này là cũng làm rất là manly chứ phải không? Manly là một chuyện, manly giờ này chưa hung cái nào manly gì. Hôm nay là phải lên chương trình nhờ chương trình là mai mối cho một cơ bản là bạn này là cũng có công việc ổn định. Thì mình thấy thì cũng được. Bạn Dương coi sao thì hai bạn tạo cơ hội cho nhau. Bảo vấn đề giờ là Dương là người là nam, đúng không? Em đồng ý với quan điểm của chị Tường không? Đúng rồi. Dương phải mạnh mẽ, Dương phải đó, người ta phụ nhưng mà đừng run chắc đó, người ta phụ nữ truyền thống. Bây giờ Dương phải là người chủ động, phải lập kế hoạch. Nếu mình muốn mình phải có cái kế hoạch, mình phải có chiến thuật, mình phải có thời gian, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả, đúng không? Chứ cứ vậy vậy hoài làm sao mà được. Chị chỉ cho cơ hội gặp nhau thôi, chứ chị đâu thể nào mà chị làm gì thêm được nữa. Cho nên là tụi em trách nhiệm bạn bè là phải phút Dương, phải xúc tiến cho Dương nhiều. Đồng ý không? Đồng ý. Đó. Rồi giờ còn em gái là sao của Sáu? Dạ em là em họ của chị Sáu ạ. Rồi. Em cũng ở chung với chị Sáu được 2 năm nữa. Ừ. Nên em biết chị Sáu rất là hiền và chị ấy rất là độc lập, tất cả các công việc của chị ấy và tự làm chủ được luôn. Cho nên trong cái chuyện tình cảm của chị ấy thì chị ấy rất là thận trọng. Cho nên là để bước qua chữ thận trọng đó thì cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho chị Sáu một lời khuyên, một lời khích lệ nè. Chị ơi, bây giờ em nhìn bạn trai bên này cũng rất là được ạ. Roi roi nhưng mà sau này về chắc là chị vỗ béo lên được á. Cho nên chị hay chị cho nhau một cơ hội đi. Rồi về mình thông thỏa sau. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Rồi bên này có vợ chưa? Chưa luôn chị. Chưa luôn hả? Được không? Tôi không mấy cho hai người này xuống, tôi mời hai người này lên ngồi luôn. Rồi thôi giờ cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đó, về vô lại vấn đề mình nè.
Bây giờ mình cho hai bạn thoải mái một chút nha. Cho hai bạn chơi một cái mini game nhỏ nhỏ. Bây giờ mình bốc thăm ha. Bốc thăm trúng thưởng ha. Trúng cái phần thưởng gì trong này thì mình sẽ hưởng cái phần thưởng đó ha. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Rồi, mỗi người bốc lá đi. Đọc lớn lên yêu cầu của chương trình. Bạn gái đọc trước đi cưng. Bạn có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do tại sao? Ở cho chị buồn thôi. Đọc sao thiếu chữ gái của người ta vậy cưng? Trời ơi, bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do gì sao? Rồi trả lời đi cưng. Mày em trả lời ạ? Ừ, bạn gái đàng hoàng mà em trả lời chữ bạn không, không có chữ gái trọng. Dạ em xin trả lời câu hỏi này là em không chấp nhận sống thử trước hôn nhân. Lý do thì tại vì em cảm thấy là cho dù có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ cũng là người chịu tổn thương rất là lớn. Tại vì em cũng là một người rất là dễ bị tổn thương, nên em sẽ không cho phép bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Vậy em quyết định là không sống thử ạ? Không sống thử. Em có đồng ý hay là có suy nghĩ gì về quan niệm của bạn gái không? Thì em đồng ý chị. Em đồng ý phải không? Thí dụ em gặp một người bạn gái mà bạo dạn hơn mình, là bạn gái cho mình có thử không? Thử với chị, thử với chị. Trời ơi, đó. Nãy giờ tôi thấy có ông nói con câu này là thẳng thắn mạnh mẽ thôi à. Rồi đọc câu hỏi của mình đi nè, tưởng em nói không luôn chứ. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Đó, cái này yêu chương trình yêu cầu phải Cát Tường. Đừng nói Cát Tường lúc nào cũng bắt yêu cầu. Hồi nãy nghe đồn chơi thể thao dữ lắm mà. Làm đi cưng. 10 cái em gái đếm giùm đi em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bonus thêm cũng được. 9 đó, người ta mua nết thêm kìa. Thôi được rồi, để ụp mặt xuống dưới luôn, khổ lắm nè. Bây giờ á, mình thể hiện tài lẻ đi, mình hát hò văn nghệ cho nó vui. Còn cái chuyện về tình cảm, cảm xúc hai bạn dành riêng cho mình, và một lát chỉ đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Ai hát trước? Anh đi. Anh đi, mạnh mẽ lên anh. Mời anh. Hà Nội mùa này vẫn như cơn mưa, cái rét đầu đông, anh em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Lặng lặng thu bay, một cõi đi về. Em xin hết. Rồi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không ai vỗ tay hả? Tới phiên em. Dạ, vậy thì em xin hát một vài câu thôi. Ở trong bài Cảm ơn tình yêu. Rồi. Lặng yên nghe con tim với yêu thương đồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi lặng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Rồi, nhẹ nhàng, sâu lắng, cái style âm nhạc cũng gần giống nhau. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người 30 giây nữa, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Bạn trai chưa bao giờ nắm tay bạn gái một lần nào. Bạn có thể xin bạn gái được phép nắm tay qua trái tim này. Xem thử có một cái luồng điện nào đó, cái luồng điện âm dương nào nó truyền qua hai bạn hay không. Mời hai bạn. Anh nắm tay em được không? Em phải chồm qua, tại vì mỗi người đều phải chồm nó mới tới được. Cái này để sau được không chị? Trời ơi, cái này cái nắm tay giống như cái bắt tay. Em gặp khách hàng em nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi em. Không có cái gì mà nó lớn lao đâu. Chị nào hung nhau kìa. Nắm tay đi cưng. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây để cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Có điện giật không anh? Cũng hơi run run xíu. Rồi, được rồi các bạn. Bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm và sẽ nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, hai bạn đưa ra quyết định của mình và mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút có nghĩa là mình cho nhau một cơ hội để được tìm hiểu. Còn thật sự nếu mình có cảm xúc, mình có chút tình cảm, hoặc thật mình chưa cảm nhận được cảm xúc nhưng bằng lý trí mình suy nghĩ rằng cái đối phương này có thể là một cái người mình nương tựa được, có thể là một người phù hợp với cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm, thì mình cho mình cơ hội. Mỗi người tự đưa ra quyết định của mình nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Chắc là em xin lỗi anh nhé. Thì này em cũng nói là tại vì cái khoảng cách á,
cái khoảng cách của em với của anh ấy là hơi xa. Thường là cái tính của em thì nó cũng hơi khó một xíu, là cái bạn trai nào phải thật mạnh mẽ, kiểu là hơi lì một xíu thì mới lại có thể là làm em gục ngã được. Còn tại vì em thấy anh này cũng hơi nhát á, mà em cũng nhát thì em sợ. Cũng có thể cái cảm nhận của em cũng đúng. À, cảm xúc của em như thế nào? Thì em nghĩ là tới đây cũng là cái duyên anh chị. Thì mình cũng nhấn nút để cho một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Thì không ấy thì mình cũng làm bạn thôi. Em thì rồi, cảm ơn hai bạn. Không có gì ạ. Mời hai bạn đứng lên ạ. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai em ha sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em trai phải cố gắng mạnh mẽ hơn xíu nữa nha. Mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn. Mình với lại mình thanh niên mình phải luôn chủ động trong mọi công việc thì các cô gái mới yên tâm để mà dựa vào. Đó, riêng em cũng vậy. Thì em thì phải mở lòng ra một chút cho mình cái cơ hội ha. Cuộc sống phía trước còn rất đẹp. Sau này biết đâu em tìm được một nửa yêu thương của mình rồi, em mới nghĩ trời ơi sao mình lại ở không một thời gian dài như vậy. Rồi, cảm ơn. Vĩ giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi rồi công việc quê quán của mình nha. Hiện tại mình đang ở đâu? Dạ, em tên Trần Ngọc Vĩ, sinh năm 1993, quê em ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai nhưng mà như gốc Bắc đúng không? Dạ, gốc Bắc 54 chị. Em đang làm công việc gì? Em làm digital marketing cho công ty bất động sản. Công ty nào em? Công ty Đông Tây Property. Đông Tây Land hả? Đông Tây Property cũng là một thành viên trong Đông Tây Group giống Đông Tây Land. Rồi, làm digital marketing cho công ty bất động sản rồi, đã có được mấy cái bất động sản rồi? Dạ, cũng chưa được ạ. Chưa hả? Dạ, em cũng mới làm thôi. Lúc trước em làm sale bất động sản, thì em chuyển sang làm marketing được 2 năm nay. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vĩ? Điểm mạnh điểm yếu của em thì em nghĩ là em có thể là học hỏi nhanh. Học hỏi mọi cái đều nhanh hết và siêng năng. Còn điểm yếu của em chắc là làm nhiều khi ban đầu làm việc á em không có làm giỏi được hết chị. Phải một thời gian sau em bắt đầu mới bắt nhịp được, nó hơi chậm. Còn về bắt nhịp hơi chậm hả? Dạ đúng rồi. Còn về chuyện về bên tình cảm thì em không có nắm bắt được cái suy nghĩ của mấy bạn nữ á. Tưởng là bình thường em bắt nhịp mọi việc hơi chậm nhưng mà chuyện tình cảm thì em hơi nhanh. Chị đang chờ cái câu sau. Mà chậm luôn hả? Tình cảm cũng chậm luôn hả? Chậm luôn, với lại là em mau nản lắm chị. Em mau nản lắm. Mau nản là tám người ta không được cái là từ bỏ luôn hả? Đúng rồi. Rồi bỏ được bảy bỏ giữa chừng mấy cô rồi? Nhiều lắm chị ơi, nếu không sợ. Tại vì em hơi kiểu như là cũng hơi nghi ngờ đó, thấy người ta có một cái gì đó không vừa với mình, suy nghĩ của mình đều suy nghĩ là người ta không phù hợp ấy. Nên em bỏ trước, đỡ mất thời gian. Tức là chưa đủ kiên trì, ví dụ như cảm giác là nó sẽ không thành công nên là không muốn mất nhiều thời gian vào nó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có khi nào em tự nghĩ rằng là nếu mình kiên trì thêm một chút nữa thì nó cục diện nó sẽ thay đổi không? Có nhiều bạn em kiên trì lắm mà cuối cùng đều là như em nghĩ ban đầu hết. Vậy là chưa hợp với mình thôi, vậy là chưa hợp với mình. Dạ đúng rồi, cho nên mà, nhưng mà là nhiều bạn như vậy lắm rồi, cũng phải là mấy bạn rồi? 5-7 bạn rồi. Đó, cho nên là mà mấy bạn đó em nặng tình lắm, cho nên là mấy bạn đó nhiều khi một lần nó va vấp như vậy là lần sau em cảm giác không muốn luôn á, em không muốn là tiếp tục cho những bạn sau luôn. Tại nó hụt hẫng quá rồi á, nó làm tan nát luôn. Mình đặt nhiều kỳ vọng cho họ quá mà không được á. Ok, vậy là được mấy người rồi, đã trải qua mấy cái mối tình như vậy rồi? Em chưa có mối tình nào hết, nói chung là chỉ có tìm hiểu thôi, xong là một thời gian là
Rồi, chưa có mối tình nào gọi là sâu sắc, sâu đậm hết thì đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi Ừ, là vậy chưa muốn tìm chưa mẫu quen người như ai. thế nào? Chưa có người yêu mà. Dạ, mẫu người của em hả? Ừ. Tiên là phải là cực kỳ đạo đức. Cực kỳ đạo đức, thế cực kỳ đạo đức là sao? Tức là phải có lòng vị tha nè, nó rồi không có thù Ừ. ghét ai hết á, mọi chuyện Mà phải học là thuộc sách giáo dục công dân đúng không? đúng không? Và áp dụng giống như là sống giống như mấy ông sư cũng dạng chùa vậy đó, mấy thầy sư dạng là phải sống như vậy. Hay đi khóa tu mùa hè lắm hả? Dạ Em hay đi khóa tu mùa hè lắm em không chưa bao giờ đi khóa tu ấy, em chỉ có hả? nghe chứ Em ngồi kè TikTok về Facebook hả? em hay nghe dạng đạo về về đạo Thiên Chúa, đạo Phật rồi đó, các đạo dạng hay là em nghe Em có đạo rồi. không? Em đạo Thiên Chúa. Rồi nghe, tức là vậy là em nghe cả cả đạo Phật luôn hả? Đúng rồi chị, em nghe đạo Phật nhiều hơn luôn, tại vì đạo Phật nó có nhiều hơn là đạo Thiên Chúa, nó có nhiều clip hơn, Chúa ít ít người nói quá. Đạo đạo Thiên Chúa nó chỉ vào nhà thờ mới được nghe thôi đúng Nhưng mà nhà thờ cũng không có dạng theo cái cuộc sống nữa, không? chạy vào nhà thờ em thấy chị dạng về bên bên phía là Ừ. trong sách sách vở thôi, cứ nói ngày nào cũng nói những cái nói, cho nên là bên đạo Ừ. Phật thì họ nói về đời sống nhiều hơn nên mình nghe được nhiều hơn, Ừ. áp dụng cuộc sống. Rồi, chỗ lần đầu tiên chị nghe thấy một người đạo Thiên Chúa mà nghe đạo Phật nhiều á, nghe giảng đạo Phật nhiều á. Ai ai bạn em cũng ai cũng bất ngờ ấy mà đâu biết Ừ. Nếu em vậy là bạn gái thì đâu phải bắt bắt buộc là có đạo Thiên Chúa giống em đâu đúng không? không không cần, chỉ cần là sống tốt là được rồi, biết chăm lo cho mọi người, yêu thương mọi người là được rồi. Giống như bên 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 Thiên Chúa hay có câu là sống tốt đời đẹp đạo ấy đúng không? À, em cái câu này em không biết Rồi, em cao mét bao nhiêu vậy? em 1m65. Ừ, mét 65 mà nhìn cao quá ha. Rồi em À, muốn bạn nhìn gái là cao thấp mập ốm hay sao? em nhìn bên ngoài mọi người đều đều nói em cao trên 1m7 không á, không biết sao mà như Ừ. vậy. Không, Em nhìn thì ngồi mong như này cũng nhìn thấy cao. em mong muốn bạn thì trên 1m5 là được rồi chị, Ừ. Rồi. không Tuổi không tác. ốm không gặp, vừa 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 tuổi thì là có thể hơn em 1-2 tuổi hoặc là còn còn dưới em thì nhiều tuổi cũng được không sao. Nhìn trắng trắng xinh xinh được được rồi chị. Rồi, công việc có yêu cầu không em? Quê quán có yêu cầu không? Quê quán thì là đổ từ Nha Trang trở về phía Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Ừ. hạn Từ Nha chế Trang dân đến Tây Ninh. hạn chế dân tỉnh xa, tại vì em không muốn làm mỗi lần mà dịp lễ Tết hay là muốn lần về quê thì nó khó khăn đó, thì mấy bạn đó sẽ ít khi được về quê. Ok, rồi. Cảm ơn Vĩ ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì là tại mình còn làm nội dung nữa cho nên là có người phù hợp hoặc là có lịch kỳ phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, chị cảm ơn em có thể thoát cuộc gọi rồi đó. Dạ. Ừ. Mình cần cái sự chủ động của anh nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ hỏi rồi anh nói một một lần luôn, khi nào mà thiếu thông tin gì thì bên em sẽ hỏi lại thêm. Bây giờ anh giới thiệu họ tên nè, công việc, tuổi tác, quê quán của anh, rồi sau đó anh nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình anh nha. Rồi mời anh ạ. À, mình tên là Vũ Thái Sơn, sinh năm 84, nguyên quán là Quảng Ninh, hiện tại đang sống ở Đồng Nai, Trảng Bom, Đồng Nai. Hôn nhân thì có một đời vợ rồi, thì nói chung là con nó cũng đẻ được mấy tháng là nó bỏ đi à. Rồi con thì sao anh? Ai đang nuôi hay như thế nào không? Con thì ăn đang nuôi Anh nuôi hả? Gái hay trai? gái, năm nay 13 tuổi, 13 năm nay, Ồ. 13 năm Vậy nay là vợ đi là bỏ đi luôn hay sao? thì nó bỏ đi luôn chứ. Vậy thì là ly hôn rồi chưa anh? Ly hôn lâu rồi, 13 năm nay rồi. Ờ. Rồi anh đang làm công việc gì anh Sơn? À, làm công nhân thôi, làm công nhân thôi, công ty may ấy mà. Dạ. Làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy là con gái ở chung anh hay là sao? À, con gái nó ở chung thì mẹ nó bỏ đi mà. À, nhưng mà ý là bây giờ là anh nuôi con rồi anh đi làm nữa rồi sao á? Ý là có ông bà gì phụ không? Thì con năm nay nó cũng lớn rồi mà, 13 tuổi rồi. Ừ. Còn ông bà thì đang ở Quảng Ninh hay là ở Đồng Nai? Thì là nói chung là ngày xưa là
Ngày xưa là ông bà là đi ở là đi đi di cư vô trong đây, còn bố mẹ thì ở trong đây rồi. À, coi như là gia đình anh ba mẹ là ở trong Nam hết rồi đúng không? Đồng Nai hết rồi đúng không? Đúng không? Ồ, ok anh. Rồi bây giờ nè, anh hồi xưa là lý do sao mà vợ bỏ đi vậy? Anh có nghĩa là ở chung được lâu không? Anh có thấy lỗi lầm gì mình trong đó không? Có lỗi thì mình nói làm gì, mình chắc làm gì. Nếu có lỗi thì mình chấp nhận. Cái này là mình đi đi là mình không biết lý do gì mình đi luôn nhé. Rồi ok anh, vậy bây giờ nè, anh muốn tìm một người như thế nào? Anh tìm mẫu bạn gái sao? Anh mô tả cho em ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Thì có bình thường thôi, mập Như gầy vậy được không? thì không quan trọng, nói chung Như là vậy biết được không anh? được kính trên nhường dưới là được, biết kính trên nhường dưới là thương yêu gia đình, là biết 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 chăm lo gia đình. Mà ly dị đang nuôi đứa con giống anh được không? Ừ, Được không? được Anh có muốn sanh con nữa không? thì cộng hai hai đứa thì cũng phải ít nhất cũng phải có một đứa chứ. À, rồi. Anh cao bao nhiêu á anh Sơn? À, tao một mét, có 1m65. Dạ. Rồi ok anh. Ok. À, còn yêu cầu gì nữa không nè? Tôi thấy À, là cũng cũng dễ rồi đó. Rồi, nếu không còn yêu cầu nữa thì chắc là đi ghi hình ở trên Sài Gòn là anh sắp xếp đi được đúng không? em chẳng biết, chưa biết được nữa. Sao vậy, công việc có xin nghỉ rồi được không hay làm sao? Trời, đi lên kiếm vợ chứ trời, đi đăng ký chương trình chi rồi kêu đi ghi hình không đi. Ghi hình anh mới gặp bạn gái được chứ. Được không? Để rồi sắp xếp thì À, bây giờ là ngày 22 là có cái lịch ghi hình đó, anh có sắp xếp được không? 22 tháng 6 nè, nay là mười mấy rồi nè, tuần nữa nè. tuần sau hả? Được không? Trời ơi, mô tả ra là có người phù hợp luôn. Ừ. Được không? Được không? Rồi anh sắp xếp nha, rồi chương trình gọi lại thì mình xem có sắp xếp được hay không, báo với chương trình giùm em ha. Trời, cơ duyên nó tới là phải nhanh gọn lẹ anh ơi. Rồi, cảm ơn anh Sơn nhiều, phần cát của anh xong rồi đó. Em chào anh. Đây là dạ. Rồi mình chủ động đi em, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán, rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hả chị? Đúng rồi, đúng rồi, mời em. Em tên là Võ Thanh Kiên, em quê ở Cà Mau, hiện tại em sống ở Bình Tân. Thì công việc chính của em bây giờ là em bán cua, kinh doanh tự do. Em tên gì, đọc lại giùm chị. Dạ, em tên là Võ Thanh Kiên, quê Thanh ở Cà Mau Kiên. ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 1994, 94 em hiện tại hả? sống Tân chị. Rồi, em làm công việc gì kia? Dạ, em kinh doanh tự do, hiện tại em đang bán cua Cà Mau, với em có bán hàng trên Lazada đó chị. Ôi, bán cua Cà Mau nhiêu ký vậy? Dạ, em bán cua lề đường à, chứ không có cửa hàng gì chứ. Thì không cửa hàng nhưng mà ý là nhiêu ký nè, là em bán nhiêu một ký cua? À, cua 1 ký bao nhiêu hả chị? Cua thì Khách hàng nè, em người bán ta cua thịt mua. là khoảng 5 con 1 ký, 4 con ký là giá là 200.000. 200.000 ký đúng không? Dạ. Vậy ở quận 12 nè, rồi có ship qua không, tính ship đòn sao? Cua ngon không? Trời, chị mua ăn đó, thiệt đó. Có sếp, có sếp. Ha, được không? Được Dạ. không? Được. Được á. Ê, được á, chị sẽ mua cua ăn à. Mua Có cho má chị gì ăn, nhưng cho mà em ngon cái không địa em? chỉ đây rồi em đặt ship qua cho. Ngon không? Ngon không? Ý là cua của em là tươi sống rồi Ăn đúng gì không? ngon? Tại vì cua thịt mà thì nó thịt có khoảng 80%, 90%. Em, nhưng mà cái con đó nó hơi nhỏ phải không ta? Dạ thì nó 4 con ký á, thì nó cũng vừa khoảng Hơi nhỏ. 200 g, 250 g vậy chị. Có con bự hơn không? Có cua Ba bự con. nhưng mà hiện tại thì em chưa có lên cua to khi nào mà người ta đặt á, thì em mới lên cua to À, khoảng vậy hả? 700-800 g á, là 2 con khoảng ký Chị sợ nó nhỏ, nó không có thịt. á. Thịt thì chắc chắn có đó, nhưng mà nó nhỏ quá, mình ăn mình cảm giác nó ăn hơi ít á. Còn cua to thì có, cua to thì khoảng 450-500 ngàn một ký, thì 2 con khoảng 1,2 ký.
Rồi, ok, bây giờ vô nè. Em cao bao nhiêu đây Kiên? Em cao 1m65 chị. Ok, bây giờ em nói đi, điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Rồi, đường tình duyên, được bao nhiêu mối tình rồi, sao chia tay? Nói bắt đầu từ đâu chị? Điểm mạnh của em nè, em giỏi gì, rồi em dở cái gì? Em bắt đầu điểm mạnh của em à? Đúng rồi, nói đi em. Từ cái đoạn nào luôn á? Rồi thì điểm mạnh, em giỏi gì, em nấu ăn được không, em biết làm gì không? À được, em thì em biết nấu ăn, với là em kinh doanh được, em thích kinh doanh. Chứ hồi đó giờ em cũng chưa có đi làm công ty nữa. Em giỏi nhất là việc kinh doanh buôn bán. Điểm yếu của em là hay quên, với lại là em tính cũng hơi hơi nóng. Hút thuốc nhậu nhẹt gì không? Dạ. Có hút thuốc nhậu nhẹt gì không? Nhậu thì hình như một năm em nhậu có một hai lần à, hút thuốc thì không. Thì em cũng ít bạn bè lắm. Có khi nào tiệc tùng anh em á, rủ em mới đi thôi. Còn bình thường là em không có đi. Em ít rồi. Đi mà đi ai rủ em đi nhậu lắm. Ok, bây giờ nói về cái đường tình duyên đi. Được bao nhiêu mối tình, tại sao chia tay? Nếu mà mối tình chính thức á, thì mối tình chính thức mà gọi là dắt về hai bên gia đình á, lại là mọi người đều biết á, thì em chưa có. Còn mối tình mà quen biết một hai tháng thì chắc cũng hai ba người vậy. Rồi nói tiếp đi em, lý do làm sao mà chia tay? Dạ. Lý do làm sao mà dừng lại mà không đi tiếp được? Em cũng chưa biết mối tình chính thức là như thế nào luôn, tại vì hồi đó giờ em cũng chưa có mối tình nào mà gọi là công khai tất cả mọi người rồi không. Gia đình thì bây giờ không có. Không cần chính thức, nhưng mà em đã tìm hiểu rồi, lý do làm sao mà dừng lại mà nó không tìm hiểu tiếp á? Thì nếu mối tình ngày xưa là thời sinh viên thì hình như là năm thứ ba là bạn gái bạn nói là bạn đi lấy chồng Hàn Quốc, cái bạn không có tiếp tục với em nữa. Là hình như là từ thời sinh viên tới giờ là em cũng không có quen ai mà gọi là chính thức lâu dài tới giờ. Rồi em muốn tìm một bạn gái như thế nào? Dạ. Muốn tìm bạn gái như thế nào? Em không có nhu cầu gì nhiều, chứ chỉ cần người con gái bình thường là được rồi. Chỉ có đừng có mê tín là được rồi, chị không cần cái gì hết. Rồi. Còn yêu cầu gì không? Điểm em không thích tại gì rồi quê quán cô đó, rồi vậy cô đó cũng ly dị được không? Không, em không quan trọng gì chứ. Em không quan trọng con gái như thế nào, cho nghĩ em cần một con gái đừng có mê tín là được rồi, chứ em không quan trọng gì hết. Ở đâu cũng được, như thế nào cũng cô được đó. Cô ly hôn, cô đang nuôi con được không? Em mới gọi được mà, em nói em không quan trọng cái chuyện đó. Em là người hiện đại mà, thời này 5.0 mà, em không thiệt quan đó, thiệt không đó. Ông hỏi ba mẹ ông chưa? Ở đó ông nói cho hay nha. Dạ này em nói thiệt mà. Ok em. Rồi nếu em nói vậy thì chị tin em. Dạ. Rồi. Ok, phần cát của em xong rồi đó. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc với em nha. Dạ, cảm ơn chị. Còn mua cua là chị sẽ liên lạc với em sao? Dạ được. Chị ăn cua gì thì chị cứ nhắn tin em. Ok, chắc chắn luôn á là chị sẽ mua, tại má chị ở đây chị sẽ mua. Đọc số điện thoại giùm chị cái đi, đọc số điện thoại đi. Dạ. Đọc số điện thoại em đi em. 0908. Rồi. 3 con số 0. Rồi. 753. Rồi 3 con số 0 mà 753. Số 3. Ok rồi, được rồi. Ok.